Quang Đẩu xin chào các bạn nha. Tối hôm nay là Quang Đẩu là có mặt tại Sóng Mỹ. Đây là có các bạn là ở Đà Lạt về cùng vui với anh em là coi như là khóa 1, khóa 2, khóa 3 là sinh viên Đà Lạt. Gồm có là Bằng Linh, Hoàng Khánh Linh, anh Kết, anh Kết cũng đã dạy trường Đại học Đà Lạt. Đó, đang vui chơi ở đây. Hello các bạn nha. Lâu quá nha, 46 năm. 46, 47 năm gì á nha. Phải không Mai Hải? Đúng không? Hoàng Linh, trời ơi. Hoàng Linh nè. Em vẫn nhớ cái bài anh hát là áo anh kia. Đâu, ai nữa đâu. Cái anh đây thì khó nói rồi. Anh kia, anh cuối cùng. Đố biết. Bữa đây á, Hồng Linh đó. Xanh đen, đẹp trai với ông nào? Không biết đâu. Không biết thiệt luôn. Xã của anh đó. Tại vì có hai, anh không. Có hai hả? Có hai hả? Kết. Đâu? Kết có hai. Biết đường. Nhưng tại sao anh biết đường anh? Những khi vàng son thơ ấu phai. Tôi xa Đà Lạt bao tháng năm đổi thay, nhưng trong hồn này luôn ngất ngây tình dày. Quanh đây còn vọng nghe tiếng. Đây đây rồi, giới thiệu cái bên đây là hai người chồng này, K5. Em K5 cũng xinh luôn ha. Rồi hai bạn cũng cùng rồi đây là mình cũng AK. Rồi bạn mình đây lâu quá mình cũng không nhớ nè. Trời ơi, sao giờ hôm rồi đó. Trời ơi, ủa mà đâu? Ủa? Làm dân tối sao bữa nay khác vậy? Cái này là bạn kết nha. Bạn kết. Kết. Bạn kết K2. Cái này bạn tới K2. Tới khác quá. Tới mình nhìn không ra nhưng mà mình nói là mình ra nè, bữa giờ mà mất mấy năm mà tôi nhìn không ra nè. Hả? Tôi nhìn không ra. Cũng ở Sóng Biển này mình đã gặp rồi, ông Thi này là mình nhớ rồi, một thời kỳ là mất cái phay là mình tìm không ra luôn. Còn Mai Hải là lần đầu tiên là mình đó rồi. Bên hiên thả hồn tôi thiết tha trường xưa, quên sao hàng cây nghiêng liễu. Hôm nay là ngày hội tụ của các bạn, có là Hoàng Thùy Linh là ca Hoàng Linh là K1 mình luôn, K1 luôn, và gặp các anh em AK5 nữa, K2. K5 đâu AK5 là bạn giới thiệu luôn. Em là ca sĩ Sơn Tiền. Rồi bây giờ ai nữa nào? Này Lâm Nhân Tới. Lý khóa 1 phải không? Đúng rồi. Khóa 2. Sinh khóa 2. Ta sinh khóa 2. Rồi. Sinh khóa 2. Bạn kết. Rồi, bạn kết. Rồi, kết có hai. Rồi. Mấy bố xã không có. Ông xã Hoàng Linh này. À, ông xã của Hoàng Linh đây. Ông xã của Hoàng Linh đây. Mời ông xã Hoàng Linh là chào các bạn này đó. Rồi Nguyễn Xuân Thi. Nguyễn Xuân Thi là hồi đó làm lớn lắm nha. Cục trưởng thống kê tỉnh Bình Thuận rồi. Các anh em mình vỗ tay nào. Rồi. Vậy hả? Năm vào hiệu trưởng trường Đại học Đà Lạt mình hả? Đúng không? Hiệu phó. Hiệu phó hả? Phó hiệu trưởng. Rồi, vậy là thay cho thầy Phạm Bá Phong hả? À, thay cho thầy Đức. Còn sao? À, vậy hả? Tôi làm có mấy năm à. Rất là tuyệt vời. Rồi, như vậy là thầy Nguyễn An Ninh còn đó không? Nguyễn An Ninh về Sài Gòn. Về Sài Gòn hả? Rồi. Vui quá. Xong rồi. Rồi, xong rồi. Hình như được máy ảnh cho mình. Rồi. Chúc mừng các anh em về hội ngộ. Chúc mừng năm anh Đậu hồi xưa. 1, 2, 3, vô. Xuân về con thuyền, đường rực hoa, phố ngập nắng vàng, gió nồm mát.
Phan Thiết. Thấy sao mình bé nhỏ là hành trang chi kỷ tháng năm dài. Đắm tình người trời mây cùng sóng biển, nhớ quê hương hoa thân có hoa lạ, gọi cho đời chút hương sắc mùa xuân. Anh em mình gặp nhau ở đây cũng đã vui à, kết là coi như là dù gì chăng nữa cũng đã có những cái thành tích không như anh em mình suy nghĩ. Đó là điều mơ ước, cũng mong muốn rằng có những người bạn, có những người em, có những người anh đã làm việc tích cực khi đã ra khỏi trường Đại học Đà Lạt là sinh viên. Thì hôm nay là coi như anh em mình gặp mặt thì mình cũng muốn rằng là có những cái lời gì đó đến với anh em mình kết. Nói chung cuộc sống của anh em mình á, cái thời đó phải nói là rất là khó khăn nhưng mà lại là lúc đó vẫn là cái tình cảm nó là đến bây giờ không tìm ra được một cái thời điểm mà coi như là quá khó khăn đi và là sống lại sống tập trung nữa. Do đó phải nói là cuộc sống mà anh em là tình nghĩa nó khác với thời đại bây giờ. Bây giờ sống là không còn biết là anh em là gì đâu, bởi vì là khác với thế chúng ta là gì, tức là mình học là nhà nước nuôi, còn bây giờ học là học phí người ta trả. Do đó nhiều khi tôi thấy ngay bản thân tôi làm thầy giáo mà tôi thấy là mình là người làm thuê thôi, họ có quyền học học việc, còn hồi thời của mình có giảm không? Không bao giờ được, không thể. Còn bây giờ nhiều khi mình phải là xem mặt học trò để mình dạy, còn hồi xưa học trò phải xem thầy để mà học. Như vậy là nói chung là cái điều anh em mình là có ước muốn là gần gũi với anh em một ngày nào đó nha. Tôi mong muốn rằng bạn bè nào mà là bạn của mình thì đến đâu đó là tôi bằng mọi giá phải tìm cách phải gặp, bởi vì mình là cuối đời rồi đúng nào, mà lại không có dịp nào mà gặp cả thì đúng là rất là một cái gì đó mà liên tiếc ngay bàn tới của tôi là thôi đúng không. Đấy, xuống đây mà không có số của tới là tôi không tìm ra là không được. Chứ còn là mấy chục năm nay thì cái khóa 2 thì cũng mới có tập hợp có lần anh em mình cũng có thể là rồi, nói là tạm biệt nhá. Tạm biệt. Đặc biệt là tôi mà gặp ông Thi nữa là cũng rất vui. Tôi sợ rằng là hôm nay ông không tới được, bởi vì tôi nghe nói là bị tai biến. Giới thiệu với bạn bè là ở trường Đại học Đà Lạt của mình hôm nay là có là Hoàng Linh khóa 1 sinh vật cao học sinh, và có ông thầy là kết. Ông thầy kết chứ, ông thầy kết. Ông mới gặp con nhỏ Hoàng Linh ở K1 của mình. K2 nha, K2 rồi giới thiệu bạn bè đàng hoàng nha. Mình là Quang Đẩu. Và hôm nay là mình cũng mong muốn rằng là hồi nãy là chồng của Hoàng Linh cũng đã có những lời rồi. Bây giờ mình cũng mong muốn rằng là có Hoàng Khánh Linh nói đôi lời về anh em là hội ngộ ở Phan Thiết như thế nào và có hứa hẹn gì không. Đó. Vui, mọi thứ là vui, vui của hôm nay và không có hứa của ngày mai. Nhưng ngày mai làm được cái gì là đều cố gắng làm ha, cũng già tới hết rồi. Đúng không? Rồi, cảm ơn Hoàng Linh nha. Rồi rồi ok rồi, một ngày nào đó là coi như là mình cũng mong muốn rằng là hai vợ chồng cùng các bạn bè mình đó là ở Đà Lạt là về là ghé lại nhà nghỉ mình. Rồi cảm ơn nha. Rồi bye bye đi, bye bye nè. Rồi bye bye, xin chào các anh em nè. Rồi chia tay một tối, bye bye nha.
chào nha.